Có mấy bạn comment bảo là trời ơi, lâu lắm rồi không thấy mình làm nước hoa chiết. Hôm nay mình mua hẳn 2 chai, mỗi chai 20ml về để phục vụ mọi người đây. Đây là chai Gucci Bloom chiết 20ml. 20ml mà nhìn nó kiểu to dã man luôn ý. Màu hồng nha. Xong nó có chữ Gucci Bloom ở trên này. Bạn lên này. Mùi này là một cái mùi mà nó dịu dàng với cả nữ tính lắm nha mọi người. Nó giống như kiểu mọi người đang bước vào một cái vườn hoa anh đào nào đấy. Và cái mùi này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho những cái buổi mà các bạn đi cà phê nhẹ nhàng chiêu chiêu các thứ. Vào bar thì mùi này nó kiểu bị nhẹ nhàng quá ấy. Nói chung là bạn nữ nào mà theo cái gu mà nó nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng hay thích đi cà phê selfie thì có thể thử cái mùi này nhá. Tiếp theo, đây là một cái chai đen đen sang sang, nhìn kiểu rất là dark đúng không? Nhưng mà không, cái chai này nó tên là Good Girl và vỏ màu đen luôn. Ok, giờ mình sẽ test mùi nha. Cái mùi này thì nó giống như kiểu mình lang lạc vào trong một cái vườn cây cỏ nào đấy. Cái mùi hoa cỏ trong cái em này mình thấy là khá là nhiều. Sẽ không gọi là nồng nàn như cái mùi vừa nãy đâu. Khá là phù hợp cho cái mùa hè này. Cũng sắp là đang rất là nóng rồi cho nên mình nghĩ là mùi này cũng ok phết. Mà lúc mình xịt vào mình cảm thấy nó kiểu rất là mát ý. Cái mùi nó kiểu mát xong rồi nó bay ra. Nghĩa là cái chai này nó sẽ hợp cho những cái buổi picnic dã ngoại hay là sắp tới đây mọi người có đặt vé máy bay đi biển thì rất là ok. Mỗi cái chai như thế này thì là 20ml, dùng được trong một cái thời gian khá là lâu. Nếu mà để chọn giữa hai mùi thì mình sẽ chọn mùi này, tại vì nó phù hợp kiểu cho mọi hoàn cảnh luôn ý, mà mùi nó rất là nồng nàn. Mùi này thì bạn nào mà sắp tới đi picnic đi biển các thứ thì có thể tham khảo nhá, tại vì nó ngửi siêu mát.